Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí Võng kịch bắt đầu, lão bà nhiệt ba thành đỉnh lưu, đạo diễn nghèo túng cao vũ xuyên qua đến thế giới song song, mang theo một đầu óc kịch bản hỏa kịch sống lại, bắt đầu cùng cục dân chính học đăng ký kết hôn. Bộ thứ nhất võng kịch, bình đài điểm phát 50 ức, bình luận 70 triệu, hình thành hiện tượng cấp chủ đề. Vợ nóng nảy làm nũng. Hôn hôn chồng, bộ phim tiếp theo của anh em muốn làm nữ chính, nếu không buổi tối về nhà sẽ khiến anh cả đêm không ngủ được. Bên cạnh ông chủ dương quấn quanh. Đạo diễn cao, nhìn tôi bên này, cô xem tôi có đủ xinh đẹp hay không, có thể làm nữ chính của cô hay không. Thi thi không thuận theo. Thần của ta, nữ chính không có, hậu kỳ chế tác ta cũng có khả năng. Triệu tịnh mạch. Vì đạo diễn này hoàn mỹ phù hợp với tưởng tượng của tôi đối với bạch mã hoàng tử thật muốn nói chuyện yêu đương. Ngụy Đại Vượng Đi theo đạo diễn cao đi dạo, bảo đảm tôi vẫn vượng, người anh em, cần bao nhiêu tiền nói thẳng. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Không không một xuyên Việt trọng sinh, bắt đầu cùng nhiệt ba lĩnh chứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tháng 7 lưu hỏa, mỗi năm một lần, mùa tốt nghiệp. Cũng là mùa chia tay tổn thương ly biệt. Không biết bắt đầu từ khi nào, vừa tiến vào tháng 7, liền tiến vào mùa mây đen ảm đạm, nước mắt so với nước mưa nhiều hơn. Thế nhưng mưa to nơi này, lại có tình huống mới. Cùng là sinh viên tốt nghiệp, anh lại kết hôn vào tháng 7 này. Không cẩn thận đã hoàn thành một trong hai việc lớn của đời người. Là thật sự lập gia đình, loại sổ đỏ đến cục dân chính đóng dấu. Không phải gia đình vợ là Hogger. Đúng vậy, chính là cái kia tứ tiểu hoa đáng. Nhiệt ba. Cao Vũ là người xuyên Việt, dựa vào tài hoa của mình, thật sự chen chân vào khoa đạo diễn học viện hí kịch Đông Phương. Sau đó đem chính mình kiếp trước trong mộng tình nhân. Nhiệt ba, lấy tới tay. Trước và sau, hắn chỉ mất một năm. Hơn nữa, lúc tốt nghiệp, hai người còn đi cục dân chính, đăng ký kết hôn vừa mới đi ra cục dân chính, về đến nhà, nhiệt ba liền nhận được điện thoại bên Long Hành. Sau đó, liền chạy tới bên Long Hành. Để lại Cao Vũ một mình trong coi phòng trống. Đơn giản tắm rửa một cái. Nhìn mình trong gương trong phòng rửa mặt, Cao Vũ hơi cảm thán đẹp trai thật sự có thể làm cơm ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Xuyên qua thời gian một năm, Cao Vũ đã triệt để hiểu rõ tình huống thế giới này giống như rất nhiều tiểu thuyết giải trí miêu tả đây cũng là một thế giới song song cùng kiếp trước thế giới đại đồng tiểu dị giống nhau là giải trí đỉnh lưu bay đầy trời lưu lượng là vua cũng có tứ đại hoa đáng đương gia các nàng đi tới đâu tiếng thét chói tai của trạch nam liền theo tới đó tuy nhiên những người sáng tạo của thế giới song song này có tư duy cởi mở hơn so với kiếp trước các loại tác phẩm tinh quang rạng rỡ rất có cảm giác trăm nhà đua tiếng điều này làm cho cao vũ rất là hưng phấn kiếp trước cao vũ coi như là nửa đạo diễn phấn đấu nhiều năm rốt cục quay bộ phim mạng đầu tiên trong đời vốn muốn nhất cử thành danh thiên hạ tri ai biết nhào tới không ai hỏi thăm sau đó không có sau đó sau đó nghèo rớt mùng tơi hắn tại một lần say rượu sau liền xuyên qua đến nơi này sau đó dựa vào khuôn mặt đẹp trai cực kỳ bi thảm này đem hoa nhiệt ba hệ biểu diễn sát vách lấy được mấy hôm trước còn cùng đi cục dân chính ngẫm lại đều cảm thấy mộng ảo về phần tứ đại hoa đáng sau này tốt nghiệp thì ký hợp đồng với long hành thiên hạ cũng diễn một bộ phim điện ảnh nhưng tổng thể vẫn không nóng không lạnh coi như là chính thức xuất đạo thành gia lập nghiệp hắn đã hoàn thành một phần kế tiếp chính là lập nghiệp là sinh viên khoa đạo diễn của học viện hí kịch phương đông cao vũ đương nhiên lựa chọn làm đạo diễn huống chi còn có tiếc núi kiếp trước. Hơn nữa, hiện tại hoàn cảnh tốt như vậy, không phát huy tài hoa của mình thật tốt, thật đúng là quá thua thiệt. Hơn nữa mình còn mang theo kiếp trước rất nhiều trí nhớ, đây cũng là ngón tay vàng có phải hay không, muốn dùng tới. Thu thập núi sông cũ, một lần nữa xuất phát. Nhớ tới kiếp trước chính mình, vì đạt được một cái giường như còn có thể IP, vì lấy được quay phim online tư cách, ngủ đông ở hạng 2 hạng 3 trong đoàn làm phim, cầu phụ thân cáo nải nại giả tôn tử, chịu nhiều đau khổ. Chỉ những thứ này cũng còn có thể chịu đựng, mấu chốt là còn phải liếm nhà đầu tư. Những tên khốn kiếp này động một chút là nhét một lượng thịt tươi nhỏ, 18 tuyến tiểu tam gì đó vào. Trực tiếp liền nữ một, nữ hai, nam một, nam hai, cái gì gọi là diễn kịch cũng không biết. Hơi chút mưa dầm gió, mặt trời đi một chuyến liền khóc cha gọi mẹ, xé cổ họng kêu thế thân. Để học thuộc lời thoại đi, nói không nhớ được, chỉ có thể nhớ một, hai, ba, bốn. Trong quá trình quay phim, con phải dừng lại nói, đạo diễn, tôi cảm thấy anh quay như vậy không đúng. Sau khi chụp xong đi, con phải phụ trách keo kiệt cho những đứa cháu này. Đây không phải là vô nghĩa sao? Như vậy quay ra đồ vật có thể có chất lượng gì, không nhào tới hoài nghi nhân sinh, không bước đến đạo diễn tự mình hại mình mới là lạ. Bây giờ, huhang.san đã trở lại ra khỏi phòng rửa mặt. Cao Vũ trở lại thư phòng, lấy máy tính ra, bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. Làm đạo diễn, điểm này đã xác định. Hơn nữa, ngoại trừ làm đạo diễn, những nghề nghiệp khác hình như anh không làm được. Vợ của mình về sau không phải là lưu lượng của mình sao? Chẳng lẽ tôi không thể một tay nâng đỡ vợ mình sao? Phúc lợi của người xuyên Việt Baidu hình người trong phim truyền hình hình như không làm nghề này thì có chút không thể nào nói nổi đây là an bài của ông trời nếu không phúc lợi sao không cho người khác kiếp trước chỉ cần xem qua tác phẩm cao vũ chỉ cần hơi chút nhớ lại một chút sẽ từ trong đầu của hắn nhảy ra bất quá cũng chỉ là phương diện điện ảnh và truyền hình những thứ khác thì không có thành gia lập nghiệp bây giờ đã tốt nghiệp nên làm việc nghỉ ngơi hơn một năm thế nào cũng nghỉ ngơi tốt thật vất vả mới theo đuổi được lão bà như thế nào cũng không thể để cho nàng chạy cao vũ bắt đầu tự hỏi chuẩn bị quay bộ phim nào con người a à, chính là kỳ quái như vậy người bình thường không có lựa chọn cảm giác con đường phía trước dài đằng đẵng hy vọng xa vời cao vũ làm người xuyên việt lựa chọn lập tức nhiều như vậy đầu óc giống như rót hỗn độn trong đầu mình chứa rất nhiều tác phẩm kéo dài không suy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ không thể vẽ hồ lô như cũ còn lật xe. Bộ tác phẩm thứ nhất nhất định là tài sản của mình, đi lôi kéo đầu tư, phỏng chừng là không ai phản ứng. Bình thường. Huống chi, Cao Vũ còn là một người tốt nghiệp khóa này, lại càng không cần phải nói. Bất quá, Cao Vũ không có lo lắng về phương diện này. Tiền lớn không có, tiền nhỏ vẫn có chút. Cha mẹ nguyên chủ để lại. Di sản gần 2 triệu. Cao Vũ xuyên qua một năm này tốn không ít. Nhưng quay một bộ phim mạng với chi phí nhỏ, vậy là đủ rồi. Tuyết trời nghiêm túc như vậy. Điện thoại di động hoa uy trên bàn vang lên, tiếng chuông là tác phẩm thành danh của lão Tuyết. Vừa mới chuyển máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một trận thanh âm kích động hưng phấn. Cao Vũ, ngươi ngưu đại phát, tốt nghiệp liền kết hôn, ngươi rốt cuộc làm sao làm được. Hơn nữa, lão bà cương nhiên vẫn là hot ba. Ngươi cái này ngoại trừ có chút tiểu xoái, cái khác muốn phòng không phòng, muốn xe không xe -I -A t ngươi rốt cuộc cho hot ba hạ cái gì mê hồn dược, nàng cư nhiên đồng ý cùng ngươi đi dân chính cục. Tiểu ca ca ngữ khí rất là hâm mộ. Chuyện Cao Vũ và Nhiệt Ba đi cục dân chính, mặc dù là gạt bên ngoài, bao gồm cả cha mẹ Nhiệt Ba cũng không biết. Bất quá, là bạn bè ngụy đại Vượng của hắn, khẳng định giấu giếm không được. Cao Vũ biểu môi tôi đã ở dưới lầu nhà anh rồi, mau xuống đây, cùng đi ăn khuya. 002, kế hoạch quay sân trường Ngọc Sủng Kịch, chỉ Ngọc không cẩu huyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dưới lầu. Cao Vũ sững sốt một chút. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng tru nổ tung, còn có tiếng còi chói tai. Trong xe, một gã trung nhị thanh niên giơ ngón giữa về phía Cao Vũ, miệng lẩm bẩm. Nhìn miệng, mưa cao là biết, không phải lời hay ho gì đơn giản thu dọn một chút thay quần áo cao vũ khóa cửa xuống lầu trực tiếp ngồi vào trong chiếc siêu xe màu trắng dưới lầu hàng đầu toa xe nam sinh quay đầu nhìn về phía hắn chủ nhân của chiếc xe màu trắng tên là ngụy đại vượng là phú nhị đại cao vũ sau khi thi vào học viện hí kịch phương đông quen biết về phần tại sao hắn lại quen biết người này nguyên nhân là hai người là bạn cùng phòng cao vũ tuy rằng không phải phú nhị đại nhưng kiến thức cùng lẳng lơ của hắn nhiều a à. thường xuyên qua lại hai người mùi vị hợp nhau xem như quen biết bốn năm trôi qua bạn bè bình thường biến thành bạn bè không phải là chuyện rất bình thường sao ngụy đại vượng mặc dù cùng phòng với cao vũ nhưng chuyên ngành khác nhau cao vũ là khoa đạo diễn mà ngụy đại vượng là khoa biểu diễn anh thật sự lập gia đình như vậy sao ngụy đại vượng nhìn chằm chằm cao vũ gằn từng chữ nói ngươi rốt cuộc làm sao làm được ba không thanh niên tựu để cho họ ba khăng khăng một mực theo ngươi đi cục dân chính dựa vào mặt đi nghe được lời này của cao vũ ngụy đại vượng cười híp mắt trong ánh mắt sát khí tung hoành bằng không còn có cái gì giải thích cao vũ thực sự cầu thị nói ngụy đại vượng ở một bên rất muốn đấm chết hắn đi thôi thưa dịp em dâu không có ở đây hôm nay anh sẽ bổ sung cho em những ngày cuối tuần độc thân ngụy đại vượng cũng không quản cao vũ có đồng ý hay không trực tiếp khởi động chân ga khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười hắn hâm mộ ghen tị hận a à. nhưng chuyện đã xảy ra hắn vẫn lựa chọn chúc phúc cho huynh đệ chỉ chốc lát sau siêu tốc phong cách quanh một tiếng dừng ở trước một quán thịt nướng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của đông đảo mỹ nữ ngụy đại vượng vừa thấy chính là nơi này khách quen xuống xe liền kéo cổ hồng rống lão bản cho huynh đệ của ta đến hai sâu đại thắt lưng nhiều thả ớt buổi tối dùng được được rồi ông chủ rất là sảng khoái đáp ứng khách nhân chung quanh đem ánh mắt đặt ở trên người cao vũ cùng ngụy đại vượng trong nháy mắt ánh mắt mọi người trở nên quái dị sợ là muốn bổ sung không phải đối phương đi mà là anh phải không cao vũ ngược lại thấy nhưng không thể trách ngụy đại vượng người này luôn lấy danh nghĩa của hắn làm những chuyện rất nhiều người cảm thấy rất mất mặt này. Tìm một chỗ trống, rút ghế ra, vây quanh bạn ngồi xuống. Quả thực đãi ngộ viết, điểm thắt lưng gần như một giây. Ngụy Đại Vượng một lần nhai eo to, một lần mơ hồ không rõ nói. Người anh em, tuổi còn trẻ như vậy đã đi vào tình yêu phần mộ, có phải hay không sớm một chút? Hơn nữa, huynh đệ ngươi hiện tại kẻ vô tích sự, mà ba đã ký hợp đồng Long Hành Thiên Hạ, về sau các ngươi có phải hay không xúc động một chút? Cao Vũ nói. Là có chút xúc động. Ngụy Đại Vượng cười tà, chợt tức giận nói. Hảo hảo niên hoa, không nhiều sóng thoáng một phát, liền đem chính mình giao cho người khác, có phải hay không quá không có lời. Giống như anh, sống thường xuyên bù đắp sao. Tự hồ đâm vào chỗ đau, Ngụy Đại Vượng biểu môi. Thay đổi chủ đề. Vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? sẽ không nghĩ để cho họp Barbie tới kiếm tiền nuôi người chứ? Cao Vũ bật cười. Nghĩ gì vậy? Vậy đạo diễn lớn cũng muốn ra mắt sao? Đang chuẩn bị đóng phim. Cao Vũ chậm rãi gật đầu. Thật sao? Có nhân vật nào thích hợp với anh không? Yên tâm, anh rất trẻ. Một trăm vạn. Mưa đưa một ngón tay ra. Sau đó, Ngụy Đại Vượng gật đầu. Sau khi hai người chạm nhau một ly. Ngụy Đại Vượng hỏi. Đại đạo diễn, chuẩn bị quay loại phim gì? Sân trường ngọc sủng kịch. Hay là chúng ta đổi đề tài khác? Ngụy Đại Vượng ý đồ muốn cao vũ sửa kịch bản, hắn cảm thấy đề tài như vậy không có ý nghĩa gì. Không sâu chút nào. Không phát huy được diễn xuất của hắn. Lợi hại như vậy, sao còn diễn vai quần chúng? Cao Vũ trực tiếp vạch trần vết sẹo của hắn. Người này tốt nghiệp khoa biểu diễn học viện hí kịch phương Đông, trình độ cơ bản vẫn phải có. Nhưng chính là ánh mắt quá cao. Cho nên, hiện tại vẫn còn đang đóng vai phụ. Cũng chính là phú nhị đại, không lo ăn, không lo mặc, bằng không, khẳng định đã sớm cúi đầu với cuộc sống. Ngụy đại vườn cũng không thèm để ý, nói thẳng. Sinh hoạt sân trường có cái gì tốt chụp? Mỗi ngày không phải là đi học chơi trò chơi, nhiều nhất hơn nửa hẹn họ thuê phòng thanh xuân như vậy có cái gì tốt chụp? Hình như cũng vậy. Cậu đồng ý đổi đề tài. Ngụy Đại Vượng trong nháy mắt vui vẻ. Đổi đề tài gì đó, không tồn tại. Ngụy Đại Vượng nháy mắt trong mong nhìn Cao Vũ. Cao Vũ lắc đầu, giải thích. Yên tâm đi, tôi làm bộ này, chỉ có ngọt, không có máu chó. Thấy chủ ý của đạo diễn lục đã định, Ngụy Đại Vượng không khuyên nữa. Sau khi uống một ly bia, Ngụy Đại Vượng bất đắc dĩ nói. Một trăm vạn, mua một năm chính thanh xuân, hình như tôi thua thiệt lớn. Yên tâm đi, sẽ không thua thiệt đâu. Cao Vũ An ủi một chút. Điểm mưa cao này có thể cam đoan, chiếu theo đáp án sao chết, nếu như thua thiệt. Vậy hắn còn lăn lộn hay không? Thế giới này 2023 năm, nhưng không giống với kiếp trước 2023 năm hiện tại khoa học kỹ thuật so với lúc trước mình biết tiên tiến hơn rất nhiều khắp nơi đều là cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng ác hoạt được rồi ngụy đại vượng cười đến ấm áp sự nghiệp của huynh đệ hắn đương nhiên phải tham dự một chút kịch bản thì sao hiện tại có rất nhiều kịch bản chuyên nghiệp chính là bạn cung cấp đại cương có cơ cấu chuyên môn giúp bạn làm phong phú nội hàm câu chuyện cùng viết một bộ sách trên mạng về phần tại sao ngụy đại vượng lại quen biết người của khoa biên kịch rất đơn giản bởi vì các khoa của học viện hí kịch phương đông đều che kín hạt giống của ngụy đại vượng đây cũng là nguyên nhân ngụy đại vượng luôn dùng danh nghĩa của hắn bổ thận có gì cần hỗ trợ nói cho ta được rồi ngụy đại vượng ngược lại không có hoài nghi cao vũ tình nghĩa bạn học lâu như vậy đặc biệt là năm tư đại học này chỗ trâu bò của cao vũ hắn đã sớm thấy được hiện tại, đi theo cái này ngưu bức người làm là được. 003, ta kịch bản, để cho người ta trầm mê. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngụy Đại Vượng biết trong bụng cao vũ chứa rất nhiều từ ngữ tao khí làm cho người ta mặt đỏ tai nóng. Cũng không biết người này nhìn từ đâu, lúc nói chuyện phím, trong lúc lơ đãng liền thuận tay nhặt lên. Cao vũ người này, có thể đem kế bên hoa khôi trường nhiệt ba cho đuổi tới tay, phỏng chừng cũng chính là dựa vào những thứ này những thứ này toàn bộ đều nhào vào trong lời thoại, không được chạm tay có thể bỏng, thịnh hành cả nước sao. Về phần Ngụy Đại Vượng vì sao cùng Cao Vũ Tinh Tinh tương tích, chính là Ngụy Đại Vượng dùng những lời này đi hoàn thành gieo trồng. Cho nên, vì cảm tạ Cao Vũ, Ngụy Đại Vượng người này một trăm vạn, ánh mắt cũng không chấp liền cho. Dựa vào mưa cao một năm này để cho hắn thuận lợi gieo trồng, cũng không chỉ một trăm vạn. Sau khi hai người chạm cốc lần nữa, Ngụy Đại Vượng tìm một người lái hộ, trước tiên đưa Cao Vũ về tiểu khu quan Sơn Hồ. Sau đó lại rời đi. Về phần đi đâu, Cao Vũ cảm thấy, đại khái lại là đi sống đi. Cao Vũ kiếp trước bởi vì là say rượu không có, cho nên đối với uống rượu có bóng ma trong lòng. Uống không được bao nhiêu, cũng không có biện pháp làm cho người này tận hứng. Trong nhà, Cao Vũ uống trà, xem kịch bản trong máy tính. Ngọc sủng kịch. Cao Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là tiểu quan tam bộ khúc, mà Cao Vũ dự định quay bộ phim ánh sáng ấm áp. Mặc dù chỉ đạt 7,7 điểm nhưng video Penguin có thể đạt 3,19 tỷ lượt xem. Một câu chuyện rất đơn giản, bán điểm chính là ngọt sủng, mọi người liền thích xem cái này, có lưu lượng. Ở điểm này, rất nhiều đại chế tác đều phải cam bái hạ phong. Thiết lập rất bình thường. Tại sao Cao Vũ lại chọn bộ phim này? nguyên nhân rất đơn giản kịch này thật sự ngọt hơn nữa còn thật sự ngọt đến hắn kỳ thật cao vũ có thể lựa chọn rất nhiều phim tình cảm ngọt ngào trong trường bất quá cao vũ thật sự thích bộ này cao vũ cũng thích trước khi xảy ra chuyện đã nhìn rất nhiều lần rồi cho nên lần này phải dựa vào nó một pháo mà đỏ chế tác lớn tỷ lệ người xem nóng bỏng doanh thu phòng vé điện ảnh khiến người ta thán phục những cơn mưa này đương nhiên cũng sẽ theo đuổi nhưng cơm phải từng miếng từng miếng ăn đường phải từng bước từng bước đi điều kiện hạn chế thứ nhất tự nhiên chính là tài chính không có tiền cái gì cũng không làm được kéo đầu tư là nang đề lớn nhất tiếp theo chính là hắn không hề có danh tiếng không mời được ngôi sao tham gia bởi vậy phải luyện cấp đại chế tác chờ danh tiếng tăng có tiền đang chậm rãi cân nhắc kịch bản đã được viết trước đó xuyên qua tới một năm thời gian cao vũ đương nhiên sẽ không đem tất cả thời gian đều tiêu ở bạn gái không đúng là lão bà trên người thời gian rảnh rỗi viết kịch bản chuẩn bị phân đoạn kịch bản sửa lại một chút sao chép khẳng định không cần thiết hắn xem qua đáp án còn muốn sao chép thì có chút thất bại không cần sửa chữa gì nữa cao vũ trực tiếp gửi kịch bản cho ngụy đại vượng nhanh như vậy ngươi liền giải quyết đi vào trong nhà cao vũ ngụy đại vượng vẽ mặt hồ nghi thẳng đến khi cao vũ đưa kịch bản đã in xong cho hắn hắn mới bán tính bán nghi mở ra sau đó ngụy đại vượng liền ông kịch bản lên xem cao vũ thì cầm lấy điện thoại di động cũng gửi cho vợ mình một phần thuận tiện hỏi thăm tình huống của vợ mình nhiệt ba là tết dương lịch năm nay được ông chủ vương của long hành thiên hạ nhìn trúng ký hợp đồng với long hành thiên hạ sau đó, cho cô vài nhân vật nhỏ. Cô chính thức chuyển từ vũ công sang diễn viên chuyên nghiệp. Bất quá, nhiệt ba muốn lửa, còn phải đợi đến vài năm sau người yêu ba ca ra. Đây là cái gì? Đây là kịch tôi chuẩn bị mở, cậu xem, có muốn đóng vai cao tiên sinh nhà cậu hay không, coi như là ủng hộ sự nghiệp của cao tiên sinh nhà cậu. Sau đó, nửa ngày không có trả lời. Ngay khi Cao Vũ suy nghĩ và hợp tác với trang web video đó, điện thoại reo nối máy anh viết vở kịch này quá hay đi cũng được được bà xã nhà mình khích lệ cao vũ vẫn rất cao hứng xem ra cao tiên sinh rất lợi hại là tôi coi thường cao tiên sinh kịch bản này gọi là ánh sáng ấm lòng của chúng ta rất thú vị anh vẫn khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa ta có lợi hại hay không không phải ngươi đã sớm biết rồi sao đối với cao vũ lẳng lơ lời nói đã miễn dịch nhiệt ba có chút không nói gì nói. Bắt đầu cũng rất ngọt, trực tiếp từ bắt đầu ngọt đến kết thúc, càng xem càng hấp dẫn người, làm cho người ta nhìn không được mơ màng. Chính là không tiếp đất đúng không? Đúng, còn có rất nhiều khôi hài tình tiết a, à, tỉ như tàn quân lệnh trạng, tỉ như vật lý học bá cư nhiên cũng thất bại. Hogger đã xem thật rồi. Hơn nữa còn thích kịch bản này. Cao Vũ lặng lặng nghe, chờ Nhiệt Ba nói xong mới mở miệng nói cho anh xem kịch bản không phải để anh thảo luận kịch bản với tôi xem có thời gian hay không đến ủng hộ cao tiên sinh nhà anh một chút cao tiên sinh ra mắt tôi đương nhiên phải cổ vũ anh đem vai mỹ nữ học bá kia cho tôi đi được đúng rồi khi nào anh về trở về làm gì anh nói xem chúng tôi có giấy chứng nhận anh lại không về nhà đó không phải là anh gài bẫy tôi dù sao tôi cũng không thừa nhận tôi còn có việc, tạm biệt, Cao Tiên Sinh. Đã gọi Cao Tiên Sinh rồi, còn không thừa nhận. Cao Vũ nhìn nhiệt ba cúp điện thoại, thì thào nói. Có thể là tất cả phát triển quá nhanh, hoặc ba trong khoảng thời gian ngắn không tiếp nhận được. Chuyển biến giữa bạn gái và vợ vẫn là rất lớn, hoặc ba khó có thể tiếp nhận cũng rất bình thường. Bằng không, mới vừa ra khỏi cục dân chính, sao cô lại hối hận? Thời gian còn dài, từ từ sẽ đến vào nhà đi. nhìn thấy Ngụy Đại Vượng lâm vào nội dung vở kịch không thể tự kiềm chế, Cao Vũ vỗ vỗ vai hắn, nói: đi ăn cơm trước, đợi lát nữa sẽ nghiên cứu. Nam chính này ta rất hài lòng. Ngụy Đại Vượng cười nói: cái này Nam chính nhân thiết quá hoàn mỹ, tuy rằng rất thẳng nam, nhưng là thật đẹp trai, vì theo đuổi ý trung nhân, một mực tại trưởng thành. đúng rồi nữ chính ngươi dự định để cho nhà ngươi họp bác tới diễn sao? Cao Vũ nhìn Ngụy Đại Vượng một cái. Ngươi cảm thấy Long Hành Thiên Hạ bên kia sẽ đáp ứng cho nàng tới diễn vai nữ chính. Cái này khó mà nói, giới giải trí chính là như vậy, vợ mình cũng không làm chủ được. Cho nên, Cao Vũ cũng định để nhiệt ba tới làm khách mời, nói như vậy, Long Hành Thiên Hạ bên kia cho dù có ý tưởng, cũng sẽ không nói thêm gì. Giúp đỡ giữa bạn bè mà thôi. Rất bình thường. Bộ phim này bắt đầu đã định trước là một đoàn làm phim ba không 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 bốn sự sẵn sàng diễn viên đúng chỗ chuẩn bị khởi động máy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không danh tiếng, không tiền, không tài nguyên cũng đúng. Ngụy Đại Vượng tâm tình rất tốt bộ dáng. Nếu đệ mùi không tới được, ngươi cảm thấy dương mật thế nào? Dương mật, bạn cùng lớp của Ngụy Đại Vượng. Một cô gái rất xinh đẹp quan hệ với Cao Vũ cũng không tệ. Anh thầm mến cô ấy. Ngụy Đại Vượng mắng. Cho phép ngươi thích học bác, liền không cho ta có thích nữ sinh sao? Vậy ngươi còn đem chính mình biến thành hư ảo như vậy? Cao Vũ cười đến có chút đê tiện, thấy Ngụy Đại Vượng muốn đánh người. Cao Vũ đứng lên nói. Được rồi, cậu mang kịch bản về tự mình xem, tôi hẹn bọn lão triệu cùng ăn cơm, cơm nước xong, đoàn làm phim coi như chính thức thành lập. Được. Cao Vũ lăn lộn ở học viện hí kịch Phương Đông một năm, cũng không phải lăn lộn vô ích. Học viện hí kịch Phương Đông không có gì khác, nhân tài rất nhiều. Khoa nhiếp ảnh, khoa mỹ thuật, khoa hóa trang. Đặc biệt là những năm gần đây khi tốt nghiệp. Tháng 7 không chỉ là mùa chia tay, cũng là mùa thất nghiệp. Triệu hồi những sinh viên thất nghiệp này, tổ một đội vẫn là rất đơn giản. Một bữa ăn kết thúc Đoàn làm phim Tiểu Quang chính thức thành lập. Nhân viên đến đông đủ, tiền đã giải ngân, sau khi người và tiền đến nơi, những thiết bị khác cũng đều rất dễ dàng. Có mấy vị huynh đệ này hỗ trợ, Cao Vũ nhẹ nhàng buông lỏng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là quy mô của bộ phim này nhỏ, giá thành thấp, đề tài như vậy lại không cần đặt hiệu các loại. Dự toán của Cao Vũ cũng chỉ có 250 vạn. Đám huynh đệ này tới hỗ trợ cao vũ cũng không có ý định trả tiền chụp tốt rồi mọi người lộ mặt chụp không tốt coi như tích lũy kinh nghiệm là được rồi chớ nói chi là hiện tại đang thất nghiệp tới luyện tập một chút cũng không tệ tuy rằng không trả tiền nhưng ăn sẽ không ít vì thế cao vũ cũng thành lập một studio tạm thời phòng làm việc tên là thi thần studio đặt tên lung tung sớm thôi tuy rằng không trả tiền nhưng hợp đồng vẫn phải ký sau khi phòng làm việc được thành lập trong lúc đó cao vũ cũng lôi kéo nhiếp ảnh gia và nhân viên liên quan đến mấy địa điểm chuẩn bị chụp ảnh nhẹ nhàng hoàn thành kịch bản gốc cốt truyện của chương trình rất đơn giản không cần hiệu ứng đặc biệt không cần thiết lập đặc biệt hầu hết đều được thực hiện trong khuôn viên trường và tại nhà của năm chính nó có vẻ khá đơn giản thời gian nửa tháng liền hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước ở đây nói một câu nhà nam chính cao vũ trực tiếp lựa chọn nhà trọ ngụy đại vượng thuê tài nguyên miễn phí không cần uống phí khiến cho ngụy đại vượng nhìn chằm chằm hắn có chuyện gì vậy cậu quá ổn định tuy rằng ngụy đại vượng đã sớm có chuẩn bị trong lòng nhưng vẫn xuất hiện cảm giác lần đầu tiên quen biết cao vũ đúng vậy biểu hiện của cao vũ trong công tác chuẩn bị ổn định như chó già đổi mới nhận thức của mọi người chỉ sợ là đạo diễn thâm niên cũng chỉ có thể đến trình độ này. Rõ ràng đã đánh giá cao mưa cao, ai biết, đánh giá cao còn chưa đủ. Đạo diễn cao lớn ẩn sâu không lọt. Trước kia chỉ là cho rằng cao vũ ngoại trừ lẳng lơ thì không có gì hữu dụng, ai, qua loa. Nói sang chuyện khác. Diễn viên xong chưa? Ngụy đại vượng giơ tay. Đã sớm giải quyết. Cao vũ ngược lại không hoài nghi, Ngụy đại vượng người này tuy rằng bình thường rất không biết điều, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy tuy rằng tiểu quang là một bộ phim tình cảm ngọt ngào nhưng mỗi nhân vật trong phim đều vô cùng rõ nét diễn viên chính có khoảng 8-9 người nhưng mà chúng ta không thiếu nhất chính là người còn đều xuất thân chính quy cao vũ gật đầu làm quen trước một chút cũng không tồi đêm đó cao vũ chỉ đơn giản là đám bạn học ngụy đại vượng tổng cộng mười mấy người vài người đều rất quen thuộc bọn họ cũng biết cao vũ có người trước đó còn cùng nhau ăn cơm cho dù không quen thuộc cũng biết mưa cao dù sao bạn trai của Hogger cũng vậy danh tiếng rất cao học viện hí kịch phương đông tuy rằng xuất hiện rất nhiều minh tinh nhưng không nổi tiếng nhiều hơn vốn cao vũ cho rằng trong những người này có tiểu hoa đáng lưu lượng tương lai hay không nhưng sau khi người đến đông đủ thất vọng phát hiện cương nhiên một người cũng không có xem ra, thời cơ hợp tác với bốn hoa đáng lớn nhỏ kiếp trước còn chưa tới. Sau đó chính là phân đoạn phá băng, mọi người tụ tập một bữa cơm, quen biết lẫn nhau, cũng coi như tiến vào cương vị công tác chính thức. Thông qua nói chuyện phím, Cao Vũ biết được, trước mắt minh tinh nổi tiếng nhất hẳn là dương mật của Học viện Điện ảnh Phương Bắc, còn có thần tiên tỷ tỷ lưu nhất phi, dương mật mà, Ngụy Đại Vượng biết. Thần tiên tỷ tỷ trước mắt còn chưa tiếp xúc được, là mục tiêu của Cao Vũ hai vị này tuyệt đối là đối tượng hâm mộ của mọi người đặc biệt là lưu nhất phi lúc trước thánh điêu hiệp lữ trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh cao vũ không nói gì nhiều lưu nhất phi hắn thật sự không quen lúc người ta vào trường cũng đã là đối tượng hâm mộ của đám người bọn họ ngày hôm sau cao vũ để cho đám người này đơn giản thử một vở kịch kỳ thật cũng không tính là thử diễn diễn thử chính quy còn chưa tới phiên bọn cao vũ những người này có thể coi trọng đoàn làm phim, tiểu quan, đã xem như rất nể tình rồi. Sinh viên khoa đạo diễn, Học viện Hí Kịch Phương Đông có rất nhiều. Học viện Kịch Đông Phương thiếu đạo diễn sao? Chắc chắn không thiếu. Người ta thiếu chính là đại đạo cấp bậc quốc sư. Chúng ta hết thảy giảng lược, rất nhanh, diễn viên toàn bộ quyết định, kịch bản cũng mài dũa đúng chỗ. Những gương mặt mới vừa ra khỏi cổng trường này, đối với kịch bản căn bản không có năng lực phân biệt nguyện vọng của bọn họ chỉ là có phần diễn cho lộ mặt cũng là đủ rồi. Cao Vũ lắc đầu. Thông qua bộ phim này, nhóm người này rất có thể sẽ nổi tiếng. Kiếp trước rất nhiều kịch ho không chịu được, ở thế giới này còn chưa xuất hiện, có thể thấy được thị trường thật lớn. Mà những kịch bản kịch hỏa kịch kia, toàn bộ đều chứa trong đầu Cao Vũ. Ở kiếp trước, TV một mực đi xuống dốc đường, nhưng là video trang web là hấp dẫn lưu lượng đại đầu động một chút là lượng phát trên trăm triệu, những thứ này, mưa cao là tự mình trải nghiệm qua. Nhưng đạo diễn cái nghề này, không có chút thực lực. Ai để ý tới ngươi? Sau khi kết thúc cái gọi là thử vai, mọi người đều tự rời đi. Cao Vũ, Ngụy Đại Vượng và ba nhiếp ảnh gia thì tìm một khách sạn gần phòng làm việc ăn cơm. 005 Dương Mịch Cao Đạo, nhìn thấy ta ánh sao sáng mắt bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngụy Đại Vượng vẽ mặt tranh công nói. Diễn xuất của đám bạn học này vẫn còn online chứ? Trong học viên của Học viện Hí kịch Đông Phương, thực lực lớp chúng ta cũng không tệ. Cao Vũ khẽ gật đầu. Hắn không biết nhiều về những thứ này. Bất quá nhìn ra được, nền tảng của đám người này vẫn rất vững chắc. Thời gian một năm này, Cao Vũ bận rộn yêu đương. Lấy đâu ra tâm tư đi chú ý những thứ này? thức ăn được mang lên ba người vừa ăn vừa nói chuyện đặng an cũng là một trong những thành viên trong phòng ngủ của cao vũ khoa nhiếp ảnh thực lực rất tốt nhưng động dạng cũng thất nghiệp thuê một căn nhà gần trường học chuẩn bị xem có cơ hội hay không hay là anh theo tôi lăn lộn đi cao vũ trực tiếp mở miệng lôi kéo mình làm đạo diễn sau này khẳng định cũng phải có thành viên tổ chức của mình hắn cảm thấy đặng an cũng không tệ lắm thực lực đang online bằng không cũng sẽ không muốn vào đoàn làm phim làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nghe được cao vũ nói ngụy đại vượng cũng phụ họa nói không biết có phải là ảo giác hay không tôi ở trên người người này rõ ràng thấy được tương lai danh đạo thân ảnh người nói có giả hay không cái này cũng đúng điểm ấy đặng an cũng tán thành cao vũ làm người khéo léo rất am hiểu lợi dụng ưu thế của mình hòa mình với người khác bằng không cũng không gom đủ nhóm người bọn họ điều này rất thích hợp để làm đạo diễn đặng an hỏi cao vũ sau này cậu sẽ đóng phim chứ cao vũ rất sảng khoái gật đầu điểm ấy hắn thật sự có thể bảo đảm nếu không là không có tiền hắn đều trực tiếp làm điện ảnh làm cái gì võng kịch điện ảnh mới thật sự kiếm tiền vậy được đặng an gật đầu tỏ vẻ mình đồng ý đi theo cao vũ lăn lộn kỳ thật hắn có lựa chọn tốt hơn tuy rằng đoàn làm phim lớn không vào được nhưng đoàn làm phim nhỏ vẫn không thành vấn đề bất quá vẫn là câu nói kia ở trong đoàn làm phim muốn được trọng dụng phải chờ cơ hội hoặc là nói nhau tư lịch càng chuẩn xác bên này chắc chắn cao vũ chuyển ánh mắt sang ngụy đại vượng cao vũ hỏi ngụy đại vượng bộ phim kia của anh nói thế nào ngụy đại vượng lắc đầu mấy hôm trước đã trả lời tôi rồi không được đối phương chọn người của công ty vợ anh nghệ sĩ không có hậu trường thật không có nhân quyền cao vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết giới giải trí cạnh tranh kịch liệt hoàn toàn có thể dùng đầu rơi máu chảy để hình dung ngụy đại vượng loại này bị công ty lớn nghệ sĩ thay thế tình huống ở giới giải trí quá thường thấy đáng tiếc Bất quá lão bà của ngươi hẳn là ổn rồi. Ngụy Đại Vượng thở dài thở ngắn. Cao Vũ chậm rãi ăn một miếng điểm tâm ngọt. Yên tâm đi, theo ca lăn lộn, ca có thể cam đoan ba năm sau sẽ cho các ngươi một tiểu kim nhân về nhà. Lừa dối. Mẹ nó, cái này phải khinh thường chính mình bao nhiêu. Theo quy định của hợp đồng, đã đến lúc khởi động máy. Sự tình phát triển rất thuận lợi. Cơ hồ ngày đó thử vai thông qua đều tới, trước cao vũ còn tưởng rằng sẽ có người không tới chứ. Không nghĩ tới, chỉnh tề. Ngày mai bắt đầu quay, tôi nói hai câu. Thu dọn xong hợp đồng, cao vũ vỗ vỗ tay. Nếu mọi người có cảnh quay của đoàn làm phim, nói trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp. Cao Vũ biết mình không hề có sức cạnh tranh, cho nên cũng không yêu cầu mọi người không thể đóng phim. Cái gì? Mọi người hoài nghi mình nghe lầm đạo diễn dễ nói như vậy sao ở đâu ra những vở kịch khác đây chính là hiện trạng của đám người bọn họ không ký hợp đồng với các công ty giải trí lớn chỉ có thể đi đóng vai quần chúng cao vũ so với các đạo diễn khác đích xác không có sức cạnh tranh gì nhưng có thể làm đạo diễn đều không đơn giản không thể nào dương mật đều tới dương mật đều nói mình không có cảnh quay không phải dương mật đã thông qua buổi thử vai của đoàn làm phim long du thiên hạ rồi sao những người khác nhẹ giọng nghị luận biểu tình khác nhau cao vũ cũng hơi ngây người không thể nào cô cũng không có cảnh quay cao vũ nhìn ngụy đại vượng ánh mắt hỏi thật hay giả ngụy đại vượng khẽ gật đầu người này đối với dương mật có ý nghĩ cho nên dương mật sự tình hắn trên cơ bản rõ như lòng bàn tay tình huống không kém ngụy đại vượng nhiều lắm nhân vật bị người khác thay thế bọn họ những người không ký hợp đồng với công ty này chính là bi thảm như vậy không có chỗ dựa vững chắc coi như là ký hợp đồng các nhân vật cũng thường bị thay thế tiền vi phạm hợp đồng mà thôi người ta cũng không phải không trả nổi cao vũ lắc đầu loại chuyện này hắn thật đúng là khó mà nói tiếp tục nói tổng một câu có việc nói trước Cao Vũ trước tiên tiêm dự phòng, tạm thời nhận được thử vai của đoàn làm phim, loại chuyện này cũng không phải không có. Người ta có lựa chọn tốt hơn, nói đánh bại 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 hoại liền đánh bại bại hoại, người có thể làm sao bây giờ? Biện pháp là có, nhưng bọn họ kéo không nổi. Sau khi khởi động máy, phải trả tiền. Kéo dài quá lâu, bọn họ lấy tiền trả. Cầu nguyện cho đoàn làm phim không xảy ra chuyện gì. Đây gần như là suy nghĩ thống nhất hiếm có của mỗi đạo diễn mới. Cung sử nữ của mình, liên quan đến tiền độ cùng lòng tin của mình, quả thực quá trọng yếu. Cho nên, hiện tại là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ nhân tố không ổn định nào. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng. Các diễn viên lần lượt chạy tới. Đều là sinh viên vừa mới bước ra khỏi sân trường, quan niệm thời gian vẫn rất mạnh. Diễn viên bắt đầu trang điểm. Cao Vũ thì bắt đầu thảo luận với Đặng An, đạo diễn dù sao cũng không phải nhiếp ảnh gia. Tuy rằng hắn cũng biết, nhưng khẳng định so ra kém bọn Đặng An. Đạo diễn cao thật chuyên nghiệp A. À. Khu hóa trang, Dương Mật nhìn Cao Vũ An bài gọn gàng ngăn nắp, đột nhiên có chút cảm khái, nói với Ngụy Đại Vượng bên cạnh. Người sau thì rất tự nhiên gật đầu. Hoa một trăm vạn mua cái sân trường ngọt sủng kịch nam chủ, hắn điên rồi. Quan hệ anh em của họ rất tốt nhưng cũng không đến mức dùng phương thức như vậy để chứng minh tình cảm huynh đệ giữa bọn họ. Các bộ phận đã chuẩn bị sẵn sàng, Cao Vũ mở miệng nói. Các bộ phận chuẩn bị thế nào rồi? Tổ chụp ảnh chuẩn bị xong. Tổ ánh sáng chuẩn bị xong. Tổ đạo cụ chuẩn bị xong, không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều gối đầu đợi lệnh, Cao Vũ hài lòng gật gật đầu, ngồi ở ghế đạo diễn phía sau máy theo dõi. Toàn trường chú ý, bắt đầu Trận thứ 8, gương thứ nhất, điều thứ nhất. Ký giả đánh bàn, rời khỏi ống kính. Chương trình chính thức bắt đầu. 006, quay phim, lão bà nhiệt ba tới xem xét. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Nội dung vở kịch rất đơn giản, chính là nam chính cùng nam nhị đụng xe trong sân trường. Vừa lúc nữ chính cũng ở đây, vì thế ba người hoàn thành lần đầu tiên chạm mặt. A à, a à. Nam nhị đạp xe đạp chở nữ chính, đụng vào nam chính. Đồng thời cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Nam chính động tác nhanh, trước đứng lên. Sau đó nam chính chính thức lộ mặt, nữ chính nhìn thấy nam chính, toát ra ánh sao mắt. Là ngươi a? À? Nam chủ nhìn nam nhị một cái, đem ánh mắt đặt ở trên người nữ chủ còn ở trên mặt đất, quan tâm hỏi. Không sao chứ? Nam nhị trả lời. Không sao cậu còn chưa biết thần kinh vận động của tôi. Không hỏi ngươi. À, trong nháy mắt xấu hổ vỡ vụn. Nam nhị nhân vật hình tượng là giáo thảo, ngôi sao bóng rổ, vẫn là phú nhị đại, nhưng là từ nhỏ được nuông chiều từ bé, tâm linh yếu ớt, cũng là nữ chính mối tình đầu, bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Lúc này, hắn phát hiện nữ chính làm bạn gái còn đang ngồi dưới đất. Lúc ấy, anh nói như thế này. Tiểu mạc, mau đứng lên, chúng ta đang vội mà. Ca. Cao Vũ hô một tiếng. Máy quay tắt, Cao Vũ ngồi phía sau màn hình xem ba diễn viên vừa biểu diễn, về cơ bản không có vấn đề gì. Loại phim này chỉ cần cảm xúc của diễn viên đúng chỗ là có thể vượt qua kiểm tra. Biểu hiện cũng không tệ, đặc biệt là Ngụy Đại Vườn. Tên này chính là một lãng tử, bất cần đời vẫn viết ở trên mặt. Lúc trước Cao Vũ còn lo lắng, không nghĩ tới người này bản lĩnh lời thoại rất mạnh, nói chuyện cũng rất có tiết tấu. Quan trọng hơn là không có cảm giác hoài nghi đó, cũng không có cảm giác mặt than. Lúc trước, Cao Vũ lo lắng chính là điểm này. Học bá năm cao lãnh, nếu biểu hiện thành nam nhân mặt than, vậy thì xấu hổ. Chụp ảnh và ghi âm thế nào? Chụp ảnh, ghi âm đứng ở một bên đều làm động tác ok. Rất thuận lợi, điều thứ nhất thông qua. Cao Vũ nói. Chuẩn bị ống kính tiếp theo. Một lần nữa trưởng kính, kinh nghiệm của Cao Vũ vẫn lão luyện như cũ. Anh thích có những cảnh quay giản dị. Dừng lại. Lúc quay đến cảnh thứ sáu, Cao Vũ hô ngừng. Không phải vì diễn viên, mà vì ánh đèn phải điều chỉnh, anh là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Trợ lý chụp ảnh sờ sờ gáy, có chút không biết làm sao. Cao Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Đặng An. Đặng An gật đầu. Biểu thị ý tướng nhỏ. Đứng dậy bắt đầu điều chỉnh vị trí của máy quay và bản đánh bóng. Hai phút sau, Đặng An liền làm ra ok thủ thế. Quay phim vô cùng thuận lợi, bởi vì nội dung vở kịch quả thật đơn giản, lại gần gũi với cuộc sống hiện thực, mọi người gần như diễn xuất theo bản sắc. Bất quá, theo cường độ quay phim cùng độ khó tăng lên, các diễn viên cũng bắt đầu xảy ra sự cố cao vũ rốt cục triển lãm đặc quyền làm đạo diễn của hắn. Ngụy Đại Vượng Cậu đóng vai cao lãnh học bá, không phải thần hư học bá. Làm lại đi, còn nữa, thu lại vẻ mặt bất cần đời của anh đi. Dương Mật, kêu thu điểm, không phải kêu ngươi bày ra thần tượng bao phục, nội tâm phóng khoáng có hiểu hay không? Đạo diễn bắt đầu hướng dẫn cụ thể. Đó là đặc quyền của đạo diễn. Mắng diễn viên. Tất nhiên, Mỗi đạo diễn đều có phong cách riêng. Phong cách cuồng loạn không thích hợp với mưa cao. Giọng nói của anh thanh thản, thậm chí còn có chút tao nhã, diễn viên bị mắng cũng không kịp phản ứng. "Dừng, cái này qua rồi." 11 giờ rưỡi, Cao Vũ kiểm tra xong vừa mới quay xong ống kính, mở miệng nói. "Chuyển trường nghỉ ngơi, Thi Thi, người liên hệ quần diễn đến chưa?" "Đến rồi." Phó đạo diễn Thi Thi nhìn điện thoại di động thi thi cũng là một trong những người được cao vũ triệu hồi ngày hôm đó bởi vì tài chính của đoàn làm phim có hạn cô kiêm chức rất nhiều chức vụ trong đó có trợ lý của cao vũ rất nhiều chuyện cần xử lý đều là cô bận rộn được rồi cao vũ đứng dậy rời đi một đám diễn viên nhìn cao vũ rời đi vỗ vỗ ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm nhất là ngụy đại vượng giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi các cậu có cảm thấy đạo diễn cao vô cùng thú vị hay không anh sợ không phải có hiểu lầm gì với đạo diễn cao sao đây là thú vị sao đây rõ ràng là đáng sợ được không dương mật trong lòng còn sợ hãi nói đạo diễn cao tuy rằng không giống những đạo diễn khác trống to với chúng tôi nhưng bề ngoài bình tĩnh giọng nói đầy sức tương tác của ông ấy luôn khiến tôi không rét mà run tôi cũng cảm thấy như vậy một vị trong đó phụ họa nói ai cũng không phải kẻ ngốc lúc trước bọn họ đối với đạo diễn cao vũ này kỳ thật không chỉ có bọn họ bao gồm rất nhiều nhân viên công tác cũng không phục nhưng trải qua một buổi sáng này cao vũ coi như đã xác lập được uy tín của mình tuy rằng còn không làm được lệnh cấm nhưng đã bắt đầu có xu hướng chuyển biến theo hướng này tóm lại đi chính là cao vũ dùng tài năng chinh phục đám diễn viên và nhân viên này ăn cơm xa xa thanh âm thi thi truyền đến cắt đứt mọi người đối thoại buổi chụp hình buổi sáng chính thức kết thúc chào buổi chiều toàn bộ diễn tập đều đúng chỗ có kinh nghiệm buổi sáng phần diễn buổi chiều này không tính là quá khó khăn diễn đàn của bốn người bạn cùng phòng căn bản không có gì khó khăn nhẹ nhàng buông lỏng là xong thời gian trôi nhanh thời gian một tuần trôi qua rất nhanh hôm nay là cảnh quay cuối cùng ở trường nhiệt ba dưới sự tác động của cao vũ rốt cục nguyện ý trở về nhà sau một đêm ôn tồn trong nhà ngày hôm sau cao vũ liền dẫn cô tới đoàn làm phim cô đóng vai chị gái xinh đẹp trong nhóm ba người thí nghiệm thay quần áo làm việc màu trắng bên trong là áo tê sớt hoa văn phối hợp tuy rằng thoạt nhìn tạo hình tương đối đại chúng hóa nhưng tạo hình hoa văn màu lam cùng màu trắng kinh điển bản thân cũng là một loại hiệu quả tương đối đơn giản chẳng những thời thượng hơn nữa không có cái loại mùi vị rêu rao quá mức này. Học Barbie mới tới rất tò mò trạng thái của Cao Vũ trong đoàn làm phim. Bất quá, nhìn thấy chung quanh nhân viên công tác cùng diễn viên đều rất là nhiệt tình cùng Cao Vũ chào hỏi. Cao Tiên Sinh ở đoàn làm phim rất được hoan nghênh sao? Diễn viên trong đoàn làm phim đối với sự xuất hiện của Hot Barbie cũng không ngoài ý muốn. Bạn gái của đạo diễn Cao mà, ai mà không biết. Chuyện Cao Vũ và Nhiệt Ba đăng ký kết hôn chỉ có số ít ngụy đại vượng biết. Những người khác đều không biết, cho nên, những người này chỉ coi họp ba là mưa cao bạn gái. 007 dựa vào kỹ thuật chinh phục lão bà nhiệt ba, dựa vào chuyên nghiệp trưng thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không nghĩ nhiều. Cao Vũ đang chuẩn bị, Hoc Ba cũng đang học thuộc lời thoại. Lúc này, có người đột nhiên hỏi Hoc Ba. Tiểu tiên nữ, nhà ngươi cao tiên sinh vẫn luôn là đáng sợ như vậy sao? Có ý gì? Nhiệt Ba có chút mơ hồ, như thế nào cảm giác những người này giống như rất sợ Cao Tiên Sinh? Cao Tiên Sinh đáng sợ như vậy sao? Nhiệt Ba có chút không hiểu, Cao Tiên Sinh ngoại trừ không biết điều, những thứ khác đều rất bình thường a. À? Không nghĩ ra. Bất quá, hiện tại là nghĩ không ra, rất nhanh Nhiệt Ba liền hiểu được. Khí thế của Cao Tiên Sinh quá mạnh mẽ, Cao Tiên Sinh bắt đầu quay phim giống như thay đổi thành người khác. Thế cho nên cô ở trên người cao tiên sinh cảm nhận được uy nghiêm của các đạo diễn đoàn phim khác, cũng không dám tùy tiện nói giỡn với anh. Cái này. Học ba nuốt một ngụm nước bọt. Cô thật sự bối rối, cô vẫn biết cao tiên sinh rất có tài hoa, nhưng cao tiên sinh như vậy cô vẫn là lần đầu tiên gặp. Cao tiên sinh trong tưởng tượng của cô, hẳn là rất non nớt, cần những diễn viên có kinh nghiệm như bọn họ đến chỉ điểm. Trước khi đến, cô đã nghĩ kỹ, làm sao chỉ điểm cho Cao Vũ. Hiện tại, nhìn thấy Cao Tiên Sinh ngồi ở trước máy giám sát, giống như quân vương, làm cho người ta không dám ngổ nghịch. Trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Học ba. Ngụy Đại Vượng nhìn xem bị đoàn làm phim những người khác vây quanh Cao Vũ, đột nhiên nói. Nhà ngươi Cao Tiên Sinh thật đúng là lợi hại, ta hiện tại đều có chút tin tưởng hắn trong vòng ba năm có thể mang ta cầm tiểu kim nhân, ngươi nói giả không giả nhiệt ba lại sửng sốt. Thật hay giả? Cao tiên sinh không phải là người mạnh miệng. Còn có, dẫn người bắt tiểu kim nhân, không phải chỉ có bản cô nương tới trước sau. sao? Sao ngụy đại vượng lại xếp hàng trước mặt mình? Cao tiên sinh tức giận. Mình không phải là một tháng không trở về sao, keo kiệt như vậy. Buổi chiều, bởi vì thời gian của họp ba có hạn, thời gian rất eo hẹp. Kế tiếp phải quay cảnh trong phòng thí nghiệm. Nhiệt Ba tuy rằng vừa mới xuất đạo, nhưng cũng đủ để đám người này hâm mộ. Cao Vũ thấy mọi người đã chuẩn bị không nhiều lắm, liền trực tiếp giơ tay lên. Các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu. Bản ghi chép khai hỏa. Học ba có vẻ rất chuyên nghiệp. Một đám diễn viên mới nhỏ giọng nói thầm. Đặng An ở một bên ho khang một tiếng. Người ta thế nhưng là tiếng quá đại đoạn làm phim đấy, kết thúc bên này, liền tiếng tổ. Dừng lại. Cao Vũ cắt ngang quay phim, nhìn phương hướng đám người dương mật, cao mày nói. Yên tĩnh, không nên ảnh hưởng đến người khác. Mọi người lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Cao Vũ còn muốn kết thúc sớm một chút, mang lão bà nhà mình về nhà. Thiên nhiên, học bác hành động quá tự nhiên. Nhất là khi nghe được nữ chính nói chuyện yêu đương cùng nói quen biết tư đồ mạc hai thanh âm này trong lúc chuyển đổi cùng nối tiếp, quả thực giống như là nội tâm chân thật phản ứng bình thường căn bản nhìn không ra dấu vết biểu diễn gì. Ăn ngay nói thật, đám diễn viên này chướng mắt Hawker. Họ rất chuyên nghiệp. Và Hawker Ba là tập nhảy. Trong đó tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ đến bạn trai của Hawker Ba là ai. Tối qua lúc ở nhà. Mưa cao thì chỉ đạo quá nóng. Hôm nay cư xử tự nhiên như vậy, không phải rất bình thường sao? sau khi Cao Vũ hô ngừng, xem lại. Được rồi, chuẩn bị quay một cảnh. Nghe được Cao Vũ lời này, một đám người chuẩn bị xem hot bác chê cười diễn viên ngay dại, trong đầu hồi tưởng vừa rồi hot bác biểu hiện, hơn nửa ngày, Dương Mật mới thì thào nói. Nàng không phải tập múa sao? Ngụy Đại Vượng kêu to, người ta buổi tối đều có dậy mà. Nóng bỏng nghe vậy, rất muốn kêu Cao Tiên sinh điên cuồng đánh Ngụy Đại Vượng một trận nói lung tung cái gì mà nói thật. Cô không cần mặt mũi sao? Trong mắt Cao Vũ cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, tối hôm qua hắn chỉ đạo nhiệt ba không sai, nhưng biểu hiện của Cao Vũ đối với nhiệt ba cũng không xem trọng. Bất quá, nhiệt ba lúc này, thiên phú vẫn phải có, còn chưa bị long hành thiên hạ tiếp cho nàng những cảnh kia tạo hình. Ngụy Đại Vượng trả lời nghi vấn trong lòng mọi người, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cao Vũ. Mọi người cũng khẽ gật đầu trong khoảng thời gian này cao vũ để lại ấn tượng sâu sắc cho cả đoàn làm phim thế cho nên rất nhiều người đều hy vọng cao vũ có thể chỉ điểm nhiều hơn bao gồm cả ngụy đại vượng cao vũ đối với việc này cũng tất nhiên là không thể đạo diễn hiểu diễn xuất đây là chuyện rất bình thường kỳ thật không chỉ có hắn rất nhiều đạo diễn diễn xuất đều rất lợi hại đạo diễn không hiểu diễn xuất dựa vào cái gì khoa tay múa chân với diễn viên đạo diễn muốn ở đoàn làm phim chỉ điểm giang sơn không chỉ phải hiểu diễn xuất còn phải hiểu nhiếp ảnh mỹ thuật những điều kiện tiên quyết này đều rất cần thiết đương nhiên cao vũ đối với diễn xuất bản thân hứng thú không lớn hắn càng thích ngồi ở trước máy theo dõi xem người khác diễn xuất hắn không phải từ tranh không ai tìm diễn xuất mới khai phá nghề phụ đạo diễn này đây là nghề chính của hắn so với mình nâng đỡ mình cao vũ càng thích nâng đỡ người khác ví dụ như nâng cao vị trí diễn xuất khó khăn trong vô số tác phẩm giải trí hoa ba này lên vị trí tiểu kim nhân mới càng sảng khoái càng mang theo cảm giác quay tiếp đi không có nhiều cảnh nóng được cao vũ chỉ điểm hơn nửa cảnh này không tính là quá khó khăn vì vậy quay phim rất dễ dàng bao gồm cùng nữ chính cũng chính là dương mật xung đột kịch cũng là một lần qua việc quay phim diễn ra suôn sẻ 9 giờ tối, đoàn làm phim chính thức kết thúc công việc, lúc các bộ phận thu dọn thiết bị chuẩn bị trở về, nhiệt ba chạy đến bên cạnh Cao Vũ nói. Ông xã, hôm nay em chính thức nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Cao Vũ cười không nói lời nào. Anh ta biết họ ba đang nói gì. Hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đã đối với mình vui lòng phục tùng, bao gồm cả mình, phỏng chừng không thể chờ đợi được muốn về nhà. Cho nên, nhiệt ba mới cảm khái như vậy đoàn làm phim mới nhưng rất khó nhân viên công tác không phối hợp kiếm tiền lương đều là rất thông thường không chỉ có đoàn làm phim đạo diễn mới bao gồm rất nhiều đoàn làm phim có chút danh tiếng tình huống như vậy cũng tồn tại nhưng đoàn làm phim cao vũ lại không có tình huống này trải qua hơn nửa tháng mài hợp nhân viên đoàn làm phim đã không vì tuổi của cao vũ mà khinh thường anh chỉ huy cao vũ càng nghiêm khắc chấp hành không có chút bất mãn nào. Thời gian nửa tháng làm đến trình độ như thế, mưa cao chắc chắn đáng để cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật ra, phương pháp dùng mưa cao rất đơn giản. Vừa đúng lúc gõ. Đơn giản mà nói, chính là trang bức. Chỉ điểm cho nhiếp ảnh gia, cho thợ trang điểm lên lớp, lại nhắc nhở diễn viên. Sau đó rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. 008 tác phẩm đầu tay quay chụp hoàn thành hơ khô thể tre. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Bất quá, theo năng lực cao vũ thể hiện ở đoàn làm phim, rốt cục làm cho những người này cảm thấy mình nhìn lầm. Những người này cũng không phải kẻ ngốc. Năng lực cao vũ thể hiện ra, tuy rằng không đủ để chứng minh tương lai hắn có thể trở thành đạo diễn nổi tiếng, nhưng cách thành công lại rất gần. Bởi vậy, cho dù có tâm tư, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt cao vũ hôm nay quay xong rồi cao vũ nắm tay lão bà nhà mình nghe lão bà khích lệ mình khóe miệng nhếch lên nụ cười chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thật tốt bổ sung một chút tranh thủ ngày mai lấy tư thái tốt nhất nên đón quay phim càng về sau mưa càng nghiêm ngặt là đạo diễn cao vũ biết rõ rất nhiều phim truyền hình điện ảnh đều là bộ phận bại bởi kết cục chi tiết không được xử lý đúng chỗ nội dung vở kịch cũng trở nên qua loa cho xong. Đạo diễn, nhân viên công tác, đoàn làm phim đến hậu kỳ toàn bộ đều mệt mỏi, kết cục chính là kết cục tồi tệ. Mưa lớn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Anh ấy sẽ chỉ nghiêm khắc hơn với các bộ phận. Trang phục của nữ chính đổi thành màu trắng. Khẩu độ của máy số 2 có vấn đề, điều chỉnh lại lần nữa. Ngụy Đại Vượng, cậu chú ý giữ khoảng cách với Hot ba hiện trường thỉnh thoảng nhớ tới thanh âm của cao vũ mọi người dưới sự chỉ huy của cao vũ chuyên tâm phụ trách công việc của mình công tác quay phim hừng hực khí thế đương nhiên cũng tránh không được tranh chấp và thảo luận ví dụ như đặng an với tư cách là nhiếp ảnh gia anh sẽ vì một ống kính nào đó mà trao đổi với cao vũ nửa ngày suýt nửa biến thành hội nghị tranh luận anh không thoải mái diễn viên trong ống kính này cũng bị tra tấn quá mức đương nhiên loại tranh cãi này là có lợi câu trả lời chắc chắn không phải là duy nhất mỗi người một lý giải rất bình thường cao vũ đương nhiên sẽ không bởi vì hắn xem qua đáp án mà sử dụng đặc quyền của đạo diễn mạnh mẽ bác bỏ ý nghĩ của đặng an chỉ cần đặng an có thể thuyết phục hắn hắn cũng nguyện ý sửa tranh cãi cũng không phải là chuyện xấu từ bên cạnh không phải cũng vừa vặn nói rõ đặng an bọn họ đang nghiêm túc làm việc không có lý tưởng hiệu suất đang không ngừng nâng cao. Kế tiếp, động lực tốt. Toàn bộ cảnh quay trong sân trường đã quay xong. Cao Vũ mang theo đoàn làm phim bắt đầu chuyển cảnh, cũng chính là trong nhà trọ của Ngụy Đại Vượng. Ca. Khoảng 11 giờ rưỡi trưa, quay xong bộ phim này, mưa to mọi người nghỉ ngơi. Mọi người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Cao Vũ cũng đi theo. Vợ xinh đẹp tuần trước đã rời đi, Long hành thiên hạ bên kia đang thúc giục cô vào tổ. Đã kết thúc cảnh quay nóng, tuy rằng không nở, nhưng vẫn thả người. Đương nhiên, Cao Vũ cũng đưa ra yêu cầu của mình. Cảnh hôn không thể thành sự thật. Nhiệt ba đối với việc này cũng không có ý kiến, Cao Tiên Sinh keo kiệt, nàng đã sớm lĩnh giáo qua. Lúc ký hợp đồng với Long Hành Thiên Hạ, dưới yêu cầu của Cao Vũ, điều này đã được viết vào hợp đồng. Đồng thời, Cao Vũ cũng biết hắn hiện tại chính là một đạo diễn nửa vời, còn không có tư cách chống lại dư luận ở cùng một chỗ với nhiệt ba. Bất quá, Cao Vũ tin tưởng sắp rồi, đợi đến khi tiểu quan phát sóng, hắn hẳn là miễn cưỡng có tư cách đánh cờ với Long Hành Thiên Hạ. Đến lúc đó, cho Long Hành Thiên Hạ mời lão bà nhà mình đến quay phim của mình. Long Hành Thiên Hạ nhất định sẽ thả người. Khi đó, bọn họ có thể lấy việc công làm việc tư cùng nhau. Nhìn mọi người hưng phấn. Cao Vũ quyết định để ngụy đại vượng mời khách. Đều là vừa mới tốt nghiệp không bao lâu ứng khóa tốt nghiệp, liên tục ăn một tháng cơm hộp, đừng nói đám người này, hắn đều sắp bị ăn ói. Lúc lão bà ở đây, còn cùng nhau lặng lẽ cải thiện thức ăn. Vợ mất rồi, Cao Vũ cũng lười chạy, học cơm thì học cơm đi. Chủ yếu là không có tiền. Ngân sách 2,5 triệu, đã rất thấp. Nén lại, chất lượng sẽ không thể đảm bảo vợ không có ở đây không có tiền cải thiện thức ăn mọi người hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế đậu má những lời này của ngươi cũng quá trang bức đổi lại là tính tình trước kia của ta tuyệt đối sẽ không ăn loại đồ ăn xin này ngoài công việc mọi người cùng đạo diễn không kiên nể gì trêu chọc lẫn nhau đạo diễn cao rõ ràng đã áp chế chỉ số thông minh của chúng ta dương mật có chút trêu chọc ngụy đại vượng nói cái này tính là gì đạo diễn cao nói với ngụy đại vượng chỉ số thông minh của anh giống như dưỡng khí ở himalaya mỏng manh đạo diễn cao rõ ràng cho chúng tôi chỉ số thông minh đặc biệt là đạo diễn cao nói xong rất lâu chúng tôi còn chưa kịp phản ứng mọi người trong nháy mắt nở nụ cười đều nhìn về phía cao vũ cao vũ lắc đầu không nói lời nào so sánh với cảnh quay trong trường của noãn noãn tiểu quan cảnh quay bên ngoài kỳ thật cũng không nhiều vẹn vẹn nửa tháng đoàn làm phim liền quay được cảnh cuối cùng đây đều là công lao của cao vũ hắn xem qua đáp án tất cả hình ảnh đều ở trong đầu hắn cảnh cuối cùng là ở nhà thờ sau khi diễn viên đã sẵn sàng liền bắt đầu quay phim ca thanh âm có chút hương phấn của cao vũ vang lên bắt đầu phát lại cảm xúc của ngụy đại vượng dương mật rất online nhìn lại biểu hiện vừa rồi của hai người hắn rất là khẳng định gật gật đầu ngay sau đó từng đạo ánh mắt mang theo cực nóng nhìn chăm chú cao vũ bọn họ đều đang chờ cao vũ chính miệng nói ra đáp án kia đặt dấu chấm hết cho nỗ lực một tháng này của bọn họ tiếp theo ta tuyên bố tác phẩm của chúng ta trải qua gần hai tháng gian khổ phấn đấu rốt cục đã xong rồi vạn tuế đạo diễn cao vạn tuế cuối cùng chúng ta cũng được giải phóng toàn bộ đoàn làm phim đều lâm vào cuồng hoàng trước nay chưa từng có. Cảm thụ cảm xúc phóng thích của đám người này, Cao Vũ cũng cảm thấy có chút bàn hoàng khó hiểu, tác phẩm đầu tiên của mình trên thế giới này chính thức hoàn thành. Tối nay tôi mời khách. Cao Vũ giơ tay. Khi còn bé, có thời gian thì tới khách sạn tập hợp. Chúng ta không say không về. Lúc trước đều là ngụy đại vượng tên kia mời ăn cơm. Hiện tại ca, Green tiệc ca, Green thế nào cũng phải mưa to. Ngụy Đại Vườn cũng không tranh giành với Cao Vũ. Được. Không say không về. Tất cả mọi người vui vẻ đồng ý, một giờ sau, toàn bộ đoàn làm phim đều thay quần áo mới, xuất hiện ở khách sạn. 009, hậu kỳ biên tập viên. Cái này đạo diễn cũng quá gia trâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đạo diễn cao. Tôi kính anh trên bàn rượu thỉnh thoảng có người tìm cao vũ kín rượu cao vũ cũng nhấp vài ngụm thời gian nửa tháng hợp tác mọi người cũng đều biết cao vũ không uống được rượu cho nên bọn họ cũng không để ý chỉ chốc lát sau cao vũ nâng ly cảm ơn mọi người trong đoàn làm phim ăn ngay nói thật bộ phim này dễ dàng hoàn thành như vậy công thần có công lao to lớn nhất định là đám huynh đệ này nếu không có họ quan cao vũ cùng ngụy đại vượng Bây giờ còn không biết có mở máy hay không. Đặc biệt là thơ. Làm đoàn làm phim trụ tính chung, nàng không riêng gì phải phụ trách quay chụp nhiệm vụ chế định, còn phải an bài tốt đoàn làm phim các bộ phận trong lúc đó phối hợp công tác, có thể nói, toàn bộ đoàn làm phim vất vả nhất nhân viên công tác chính là nàng. Thi Thi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ. Thi Thi cười dài nói. Không cần cảm ơn, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu rồi. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, để cho ta có trụ tính chung đoàn làm phim cơ hội. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là không trả tiền. Ta có dự cảm, chúng ta bộ kịch này nhất định sẽ đại bạo, đến lúc đó ngươi cũng đừng bỏ không thể không trả tiền a. À. Đúng vậy. Đặng An cũng phụ họa nói. Bộ kịch này nhất định có thể kiếm tiền, đến lúc đó đạo diễn cao cũng đừng luyến tiếc. Họ không lấy tiền, họ ký hợp đồng chia làm 3.6%. Ha ha ha. Đến lúc đó đạo diễn Cao quả thực không cần quá đau lòng. Đạo diễn Cao là người có bản lĩnh. Vô luận tiền đồ của bộ phim này như thế nào, tôi tin tưởng tương lai của đạo diễn Cao nhất định sẽ có chỗ đứng của đạo diễn Cao. Người trong nghề chỉ cần ra tay, liền biết có hay không. Cho dù bộ phim này bọn họ không kiếm được tiền, chỉ là kinh nghiệm thu hoạch ở đoàn làm phim. Bọn họ lần này cũng không uổng công tới ánh sáng ấm áp tuy rằng chỉ là một đoàn làm phim nhỏ nhưng tố chất chuyên nghiệp mà cao vũ thể hiện trong đoàn làm phim cũng không kém so với đoàn làm phim bình thường học hỏi là chuyện bình thường ăn uống linh đình thả mình ra mọi người ôm lấy cánh tay cao vũ đạo diễn cao sau này có thể tiếp tục hợp tác với tôi hay không tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không phụ lòng tín nhiệm của đạo diễn cao tôi cũng vậy còn có ta còn có ta Cao Vũ cũng không giả khách sáo, nghiêm túc nói. Sau này có nhân vật thích hợp, tôi sẽ gọi điện thoại cho các anh. Đến lúc đó, các anh đừng có không nhận điện thoại của tôi. Làm sao có thể? Cạn ly. Đạo diễn Cao Vạn Tuế. So với toàn bộ bể nhụm lớn trong giới giải trí, lúc này tình hữu nghị của mọi người mới là khó khăn nhất. Mưa cũng sẽ nhớ đến tình bạn này. Lần đầu tiên mà, bất kể là lần đầu tiên như thế nào, ký ức luôn rất sâu sắc. Dưới ánh đèn dao chén đổi chén, lúc đó đám người này còn không biết, những lời này của Cao Vũ đối với nhân sinh bọn họ mà nói, đại biểu ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Hiện tại chính là hậu kỳ chế tác. Cao Vũ đang hướng dẫn biên tập viên làm việc. Anh ấy không phải là một biên tập viên chuyên nghiệp. Không có biện pháp tự mình làm. Với tư cách là đạo diễn, anh ta phải đến và nhìn chăm chăm điều đầu tiên mà clip cần làm là chỉnh sửa phân trường cảnh thứ thuần trường những công việc này hai tuần trước cũng đã hoàn thành tiếp theo đó là các sơ bộ của biên tập viên các sơ bộ cũng gọi là cắt thô sau đó mới là cắt tinh trước khi cắt tinh đạo diễn có thể không cần tới nhưng đạo diễn cắt tinh nhất định phải tới bởi vì sau khi cắt chính là cắt cái này phải do đạo diễn định đoạt cao vũ lúc mới cắt cũng đã tới bởi vì cao vũ cảm thấy không cần thiết phải cắt sau đó hắn ở một bên chỉ đạo biên tập viên trực tiếp từng bước đúng chỗ cũng chính là bỏ qua cắt tỉa ban đầu trực tiếp cắt tỉa xem qua đáp án hắn liền không cần phải lãng phí thời gian đương nhiên chủ yếu vẫn là không có tiền công đoạn càng nhiều càng cần nhiều tiền dự toán đã thấy đấy nếu tiếp tục trì hoãn thì thật sự phải đi ăn bám ăn cơm mềm của vợ mình, Cao Vũ ngược lại không ngại. Nóng bỏng cũng muốn cho hắn ăn. Chủ yếu vẫn là hot ba, bây giờ cũng không có tiền. Vừa mới ký hợp đồng với Long Hành Thiên Hạ, còn chưa quay được mấy bộ, lấy đâu ra tiền. Trong đầu có thành phẩm, Cao Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp một bước đúng chỗ. Tốc độ này, cho dù là biên tập viên cao minh nhất của công ty này cũng không làm được. Dưới sự chỉ điểm của hắn, biên tập viên trực tiếp hóa thành máy cắt nối biên tập thời gian ba tuần liền hoàn toàn giải quyết cũng không tệ lắm hai giờ chiều một mực xem mưa cao duỗi lưng một cái nhìn kỹ một lần không có vấn đề gì được rồi trực tiếp tiến vào pha màu đi một bên biên tập viên rất là tự nhiên gật gật đầu lúc mới bắt đầu hắn còn không tin cao vũ thực lực cao vũ trực tiếp lười nói nhảm bảo anh xem thành phẩm đã cắt nối biên tập xong một lần thuận tiện không nói nữa còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói đạo diễn này là thật trâu bò trước khi đến mỗi cảnh quay đều hợp thành hình ảnh rõ ràng trong đầu vị đạo diễn này nếu không tình huống như vậy căn bản không có cách nào giải thích mặc dù ngân sách thấp nhưng cũng không bởi vì ngân sách thấp mà dẫn đến chất lượng của bộ phim này trở nên thấp cao vũ là không có tiền nhưng là hắn có kiến thức a à, dẫn trước thế giới này mười mấy năm kiến thức những người khác không nói chỉ riêng phương thức đánh bóng cao vũ đã bỏ qua mấy con phố kịch khác có thể thể hiện rõ ràng ngũ quan của diễn viên lại có thể đạt tới hiệu quả mỹ nhan nhất định chỉ riêng điểm ấy rất nhiều thợ đánh bóng trong đoàn làm phim cũng không làm được giai đoạn hiện nay rất nhiều đoàn làm phim đều lấy tả thực làm chủ nếu không thì là kính lọc mở quá nhiều trình độ mỹ nhan thiếu chút nữa sẽ không nhìn thấy hoa văn trên mặt diễn viên sau khi cắt xong chính là pha màu sau khi pha màu thì là phối âm lúc này phải làm theo các bước cao vũ hỏi bao lâu thì có thể làm tốt biên tập viên suy nghĩ một chút chỉnh màu xong sau khi hoàn thành phần phối âm quay lại công trình đạo diễn phim là được vậy trực tiếp tiến vào phân đoạn tiếp theo đi được không thành vấn đề phần tiếp theo là thu âm bài hát chính là đầu phim cuối phim cùng với nhạc đệm ca khúc chủ đề ánh sáng ấm áp nguyên bản không phải ca khúc kinh điển gì cao vũ trực tiếp thay đổi đổi thành có chút ngọt của tôn đại tài tử nếu muốn ngọt vậy ngọt đến cùng về phần ca khúc cuối phim cao vũ vẫn giữ nguyên bản hai người phần tốt đẹp sau khi phòng thu âm hoàn thành ca khúc có chút ngọt Ngụy Đại Vượng và Dương Mật phụ trách biểu diễn ca khúc này đều dùng ánh mắt cực nóng nhìn Cao Vũ. Không một không hậu kỳ chế tạo xong, phiến vĩ khúc kinh diễm đám người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngụy Đại Vượng lại một lần nhìn không được hỏi. Bài hát này cũng quá hay đi, thật sự là ngươi viết sao? Còn có hai người phần tốt đẹp. Dương Mật cũng ở một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Cao Vũ, bổ sung nói. Cao Vũ lựa chọn cả hai để thu âm ca khúc chủ đề và nhạc đệm cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn và Nhiệt Ba đều là người đồng đạo. Tuy rằng có thể hát, nhưng so với Ngụy Đại Vượng bọn họ kém không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa học bác cũng không có thời gian. Cho nên, Cao Vũ liền lựa chọn để Ngụy Đại Vượng và Dương Mật đến ghi hình. Vừa vặn gặp được hai nam nữ chính của bộ phim này. Người nói xem. Cao Vũ không nói gì, lão tử sắp không có tiền ăn cơm nơi đó còn có tiền đi mua ca khúc cho ngươi hát ngươi học được bản lĩnh này khi nào sao ta không biết ngụy đại vượng nghi hoặc đây là lần đầu tiên anh biết cao vũ có thể sáng tác ca khúc chuyện ngươi không biết còn nhiều cao vũ vội vàng nói bắt đầu thu ca khúc thứ hai đi thầy mở nhạc đệm hai người phần tốt đẹp không thành vấn đề thợ ghi âm làm một động tác ok Ngụy Đại Vượng đứng ở phía trước microphone, trong phòng rất nhanh vang lên thanh âm Ngụy Đại Vượng. Bộ phim này của Cao Vũ nhất định không có tiền tuyên truyền. Cho nên, chỉ có thể bắt đầu từ nơi khác. Bài hát chủ đề chính là một bước đột phá không tồi. Bài hát có chút ngọc này đã được vô số người yêu thích, tìm chất bùng nổ tuyệt đối là có. Nội dung vở kịch trong ánh sáng ấm áp được biên tập như MV tải lên âm nhạc chim cánh cục. Xác suất cháy rất lớn kiếp trước, MV Hơi Ngọc đã vượt qua hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. MV đã thay đổi. Nhưng là, Cao Vũ cũng không yêu cầu có thể có kiếp trước như vậy hỏa. Chỉ một nửa thôi. Chỉ cần bài hát nổi tiếng. Nhất định cũng sẽ kéo theo bộ kịch này của bọn họ. À, để kiếm chút tiền. Mưa thật sự không có tiền. Mưa đi ra khỏi phòng thu âm. Ngụy Đại Vượng và Dương Mật tuy không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật hát của họ mạnh hơn nhiều so với Cao Vũ và Nhiệt Ba. Dù sao cũng là học sinh phương diện biểu diễn, phương diện tài nghệ vẫn tương đối toàn diện. Hơn nữa hắn cũng không tìm được người chuyên nghiệp hơn để hát. Thay vì tiện nghi cho người khác, còn không bằng tiện nghi cho người một nhà. Đây chính là Cao Vũ chuẩn bị tuyên truyền. Lấy ca mang kịch. Về phần có thể kéo theo hay không, chỉ có thể nói khả năng rất lớn, hắn cũng không nắm chắc trăm phần trăm hiện tại cũng chỉ còn lại một khâu cuối cùng. Đặt nó trên nền tảng đó để chơi. Năm chọn một. Trang web video trong nước ba phần thiên hạ. Nhưng ngoại trừ chim cánh cục, cung nét, kỳ dị quả ba nhà ở ngoài. Ngoài ra còn có Mango và sơn. Mà vừa lúc đó, phía sau Cao Vũ truyền đến giọng nói cao hứng không giấu được của ngụy Đại Vượng. Cao Vũ, thành thật khai báo, cậu học kỹ năng này khi nào? cao vũ có chút không nói gì có thể hay không đừng đuổi theo không buông tìm lý do giải thích rất khó hơn nữa còn không phải một hai vấn đề cao vũ lười phản ứng với anh tìm lý do gì đó quá mệt mỏi cũng quá phiền toái cảm ơn anh đạo diễn cao dương mật sau khi đi ra chuyện đầu tiên cũng là cảm tạ cao vũ cao vũ lắc đầu nửa thật nửa giả nói hẳn là ta cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành ta bộ thứ nhất tác phẩm. Lời này có chút giả dối, nhưng cũng là thật. Đổi người khác, thật đúng là không nhất định thuận lợi kết thúc như vậy. Ta. Dương Mật vừa định nói cái gì, Ngụy Đại Vượng vỗ vỗ cao vũ bả vai, cười nói. Nếu không, dùng bài hát này chống đỡ ta cái kia một trăm vạn. Nghĩ hay lắm. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân trước máy tính phòng biên tập của công ty chế tác điện ảnh và truyền hình quang ảnh cao vũ và nhiệt ba đang cùng nhau xem một đoạn video mã hóa sau hơn một tháng chiến đấu cũng kết thúc phần diễn của long hành thiên hạ bởi vì còn chưa nổi tiếng cho nên không có người phát ngôn cũng không có thông báo gì bởi vậy sau khi kết thúc liền trực tiếp trở về hôm nay cùng cao vũ tới xem thành phim ánh sáng ấm áp trải qua một tháng cố gắng ấm áp giờ quan gia hậu kỳ đã chế tác hoàn thành hai người liên tục xem mấy tập về sau học ba đột nhiên thật buồn bực tư đồ mạc thiết lập quá tốt cảm giác dương mật muốn phát hỏa từ cao tiên sinh tân bốc nổi tiếng cô đương nhiên buồn bực đoạn này đoạn này cũng quá khôi hài đi trong phim cao lãnh học bá mang theo tư đồ mạc đi bệnh viện bị bác sĩ trêu chọc tài nguyên của bệnh viện có đôi khi cũng có thể dùng để lãng phí học ba trực tiếp cười ra tiếng căng thẳng một chút, răng hoa tử đều bật cười rồi. Ngươi! Học ba cẩn thận nhìn bốn phía. Sau khi phát hiện không ai nhìn thấy, mới quay đầu hung tận nhìn chầm chầm Cao Tiên Sinh. Cao Vũ vẻ mặt không nói gì nhìn cô. Cái này cũng có thể tức giận. Ta sai rồi. Cao Vũ giật mình, nhiệt ba cười nói. Coi như ngươi thức thời. Cao Vũ không nói gì. Về phần tại sao nhận sợ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là cao vũ không có tiền. Bà xã, anh đói bụng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cao vũ đều phải dựa vào vợ mình bao dưỡng. Vì hoàn thành noãn noãn tiểu quan, cao vũ tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm nguyên chủ lưu lại, còn phải cộng thêm 100 vạn từ chỗ ngụy đại Vượng lấy được. Không có gì xấu hổ khi ăn chay. Đặc biệt là ăn thịt vợ. Hiện tại tâm tình cao vũ đặc biệt tốt, tuy rằng không có tiền, nhưng ánh sáng ấm áp đã chuẩn bị xong toàn bộ. Nếu không có tiền cũng không chuẩn bị xong. Đó mới thật sự là khó chịu. Giải quyết xong vấn đề bụng, hai người liền cùng nhau về đến nhà trọ. Về phần vấn đề đưa nền tảng lên, Cao Vũ lười nghĩ. Toàn bộ đều ném. Năm nhà hắn đều bỏ phiếu. Ai coi trọng, người đó ra giá cao, mưa cao liền cho người đó. Thả trang web video Tổng cộng có hai cách hợp tác, chia sẻ quảng cáo và mua đức bản quyền. Cao Vũ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mua đức. Chu kỳ chia sẻ quảng cáo quá dài, thứ này được tính theo lượng phát, lượng phát bao nhiêu sẽ quyết định bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Lượng phát sóng không phải một lần là xong, nó là một quá trình lâu dài. Trong thời gian ngắn muốn lấy được tiền căn bản không có khả năng. Theo lý thuyết, lựa chọn phương thức này mới là có lợi nhất lượng phát sóng của bộ phim này kiếp trước có thể lên tới 3,9 tỷ.